Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn một cái video tiếp theo, đó là video hướng dẫn các bạn thêm một cái tham biến giờ nè, ngày, tháng, năm vào trong cái khung tên của Revit này nha. Thì đây, đây là mình đang ở trong môi trường là Family tạo khung tên. Thì mình đã tạo xong một cái khung tên rồi, bây giờ tiếp tục mình sẽ gán cái biến thời gian vào trong cái khung tên này. Thì ở trong Revit này nó có rất là nhiều biến để mà gán vào trong cái môi trường khung tên này. Nó có tổng là ba cái, hơn ba cái, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn ba cái cốt lõi nhất thôi. Đầu tiên á, các bạn sẽ vào cho mình Grace, sau đó bạn vào Label, chọn vào cái khoảng trắng của model này nha, click vào một cái là hiện bảng Label lên. Cái biến đầu tiên các bạn thêm vào cho mình là biến Sheet Issue đây này, đẩy nó qua. Các bạn thấy không, ở phần sample valid này là nó đang thể hiện là cái ngày rồi cái tháng cái năm này, nhấn ok hiện ra đây rồi, một cái để yên đó. Tiếp tục các bạn gắn cho mình một cái biến thứ hai, đó là grace, chọn label, click vào đây, chọn cho mình là cái biến, đợi mình một xíu nhé, biến có tên đó là project issue day, đẩy qua đây một cái nhấn ok. Thì cái biến này á, nó có chữ day nhưng mà nó lại không có hiển thị ngày tháng gì hết, cứ để yên đó nha, lát nữa sẽ tính sau. Tiếp tục một cái biến thứ ba, grace label, nhấn vào đây, chọn cho mình là cái biến, đó là cái biến day time stamp nha các bạn, đẩy nó qua. Biến này là gồm có ngày tháng và năm giờ luôn nha, nhấn ok đó. Thì đây, đây là cái ba cái biến mà hôm nay mình với các bạn sẽ cùng nhau nghiên cứu nha. Rồi bây giờ á, các bạn sẽ lưu cái file này lại, lưu cái file family lại, sau đó load vào cái môi trường model này để mà mình thí nghiệm như thế nào nha. Mình sẽ giải thích cặn kẽ cho bạn, bài này rất là hay. Rồi lưu lại, mình sẽ đặt khung A3 ngày tháng NVT nha, nhấn lưu lại. Rồi vào cái file file bản vẽ nha các bạn. Đây, các bạn vào sheet, chọn cho mình là new sheet, sau đó load cái family vừa tạo vào. Ở đây là cái file đó là tên là đây, ngày tháng MT đây, nhấn open, nhấn ok. Lúc này hiện ra rồi. Bây giờ mình sẽ đi tới cái biến đầu tiên, cái biến đầu tiên nha, mình nhấn vào đây là tự động nó thay đổi được luôn. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ thay đổi nó là thành 15 xẹt 03 xẹt 2022, nhấn cái. Rồi bây giờ mình sẽ new một cái nữa nha, mình sẽ tạo thêm một cái khung tên nữa. Các bạn thấy không, thấy cái đầu tiên này nó như nào không, nó lại đổi về 090322 nè. Mình đã sửa là 15 tháng 3 này, cái dòng đầu tiên này không, 15 tháng 3 2022, nhưng mà sau khi mà tạo một cái sheet mới á, một cái khung tên mới á, là nó lại cập nhật về 090322. Và các bạn nhìn xuống đồng hồ này, các bạn thấy 9 xẹt 3 xẹt 2 2022 không, đúng với ngày tháng hiện tại luôn này, thấy chưa. Vậy thì nói là điều gì, có nghĩa là cái biến này nó sẽ cập nhật theo cái đồng hồ thời gian hiện tại luôn, thực tại luôn nha. Rồi tiếp tục tới cái biến thứ hai, click vào, mình cũng có thể thay đổi được luôn. Mình sẽ click vào đây, mình sẽ thay đổi nó là thành là 15 xẹt 03 xẹt 1993. Ok, bây giờ mình sẽ new một một cái nữa nha, mình sẽ new một cái khung tên nữa, có thử nó có thay đổi không. New sheet, đây đúng rồi, new lên. Các bạn thấy dòng thứ hai nó có thay đổi không, nó vẫn giữ nguyên cái thay đổi ở cái phiên bản trước là tháng 15 tháng 3 năm 1993 đúng không. Thế bây giờ mình thử mình thay đổi cái này thành là 16 tháng 3 thử coi. Bập. Rồi các bạn quay bản vẽ phía trước nó. Các bạn thấy không? Nó thay đổi theo luôn. Vậy có nghĩa là cái biến thứ hai này á, là khi mà mình có quyền chỉnh sửa trực tiếp ở trên đó luôn, không cần theo cái đồng hồ thời gian thực tại nha. Khi mình thêm cái biến này vào á, là nó sẽ tự động nó cập nhật tất cả bản vẽ mình luôn. Theo đúng cái ý định của mình là mình sửa ngày nào nó theo ngày đó. Rồi nha. Bỏ qua cái biến thứ hai đây, bây giờ tiếp tục tới cái biến thứ ba. Cái biến thứ ba này này, các bạn click đúp nè, là nó vào luôn cái môi trường mà sửa family, cho nó không có
cho phép mình là thay đổi được gì ở trong này hết, có nghĩa là nó mặc định như vậy luôn. Và nó như thế nào, các bạn nhìn thấy đồng hồ nó cũng y chang cái biến thứ nhất, nhưng mà nó lại có thêm cái thời gian ở trong này nha, nó có thêm cái thời gian ở trong này. Thời gian trong này là tính bằng giờ phút giây luôn, rất là tiện luôn. Thì cái này người ta thường dùng để người ta làm cái con tem, các bạn thường người ta để ở bên cạnh hông đây này, để cho mình biết là cái ngày giờ và cái thời gian đúng chính xác của ngày tạo bản vẽ đó là ngày nào luôn, nó cập nhật thời gian thực tế luôn. Mà chừng nào mà làm xong bản vẽ mình lưu lại là nó sẽ lưu cái thời gian cuối cùng đó vào đây nha. Ok, bây giờ có một vấn đề tiếp theo này, các bạn đang thấy không, hiện tại bây giờ nha, thực tế bây giờ đang là ngày 3 tháng 9, nhưng mà ở đây nó lại ra cái ngày, cái tháng trước rồi cái ngày sau, thì làm sao để khắc phục cái tình trạng này các bạn? Đó là một câu hỏi khó khăn nha. Thì vấn đề giải quyết ở đây là do cái máy tính của mình, máy tính của mình nó đang setup là cái tháng trước và ngày sau, nên là cái Revit này nó sẽ cập nhật theo đó luôn, cho nó không có tự hiểu là ngày trước rồi tháng sau. Nên bây giờ mình muốn nó đúng theo ý của mình là ngày trước rồi tháng sau thì sẽ làm như thế nào, mình sẽ vào phần tìm kiếm này. Ở Vim10 thì nó cũng có cái phần ô tìm kiếm này nha, các bạn gọi cho mình cái từ reason này, đó click vào đây, nó sẽ hiện lên một bảng reason này. Cái bảng này là dùng để sửa đổi ngày tháng năm theo của người châu Á mình hoặc là theo nước Mỹ, tùy thế, nói chung là tùy ý mình có thể chỉnh sửa bất kỳ cái gì mình muốn. Rồi các bạn để cho mình cái mục format này, nó đang để là Mat Window Display Language, có nghĩa là cái này nó sẽ gọi là mặc định của nó đề xuất là nên dùng cái này, nhưng mà bây giờ mình không thích, mình xổ này xuống và các bạn chọn cho mình cái Việt Nam nha, đánh Việt Nam vào đây. Lúc này Việt Nam á, là nó đã thay đổi rồi này, short day này là đây đây mình mình gì gì à? Có nghĩa là cái ngày trước và tháng sau năm, đây là cái ví dụ ha, ngày 3 tháng 9 năm 2022 đúng ý tưởng mình luôn rồi này, và nó có luôn là SA là sáng hoặc là buổi tối luôn nha, nhấn apply, nhấn ok. Đây bây giờ cái đồng hồ mình nó đã cập nhật chính xác rồi này, ngày 3 tháng 9 năm 2022 này. Bây giờ các bạn sẽ thấy cái dòng thứ ba này như nào, lúc này nó đã thay đổi luôn rồi này, nó đã cập nhật là ngày 3 tháng 9 năm 2022 luôn rồi, và có luôn thời gian và có luôn cái buổi là buổi sáng hay buổi chiều luôn nha. Ok, vậy là tóm lại á, bây giờ là ok, thì tóm lại bây giờ mình sẽ tóm tắt lại nha. Cái biến đầu tiên á là khi mà các bạn thay đổi nó là các bạn chỉ thay đổi ở một bản vẽ hiện tại đó thôi, còn những khi mà các bạn tạo một cái bản vẽ mới á, bạn thêm phông tên vào, nó sẽ tự động nó cập nhật theo đúng cái thời gian của cái đồng hồ mình, nhưng mà nó lại không có theo thứ tự là ngày tháng năm như mình ý định mình muốn, mà nó theo kiểu nước ngoài là các bạn thấy không, nó vẫn 09/03/22 này, có nghĩa là nó theo cái xếp cái tháng trước rồi cái ngày sau. Cái này là mình biến là mình không thể sửa được nha, có nghĩa là nó vẫn cập nhật theo đúng nhưng mà nó đổi ngược lại là cái tháng trước rồi ngày sau, chứ nó không có theo cái đồng hồ của mình nha, lưu ý cái điều đó. Đó là biến thứ nhất. Cái biến thứ hai là mình sửa cái nào á, mình sửa theo bất kỳ, mình nó không có cần theo hiện tại của đồng hồ gì hết á, mình cứ sửa theo ý mình muốn sửa ngày nào mình sửa, và khi mà mình tạo một bản vẽ mới á, thì nó cũng cập nhật luôn cái mình sửa đó theo tiếp tục những cái bản vẽ phía sau nha, mà nó không cần cập nhật cái thời gian hiện tại, có nghĩa là thay đổi tùy ý theo mình muốn. Và cái biến thứ ba là chắc chắn là nó sẽ thay đổi theo đúng hiện tại và nó sắp xếp theo đúng cái đồng hồ, nó đồng hồ hiển thị sao nó hiển thị y chang vậy nha. Nên tóm lại là cái biến thứ ba này là biến tối ưu nhất nè, nhưng mà nó hơi dài quá. Còn các bạn nào mà muốn tự thay đổi thì bạn nên chọn biến thứ hai. Rồi bây giờ mình sẽ đánh ba cái tên biến này vào đây để các bạn nhìn rõ hơn. Cái biến đầu tiên mình phải qua cái bên family để mình coi thì nó là cái biến gì. Đây nha, biến đầu tiên. Biến đầu tiên cái tên là Sheet Issue Day. Đây. Annotated. Sheet Issue Day. Đây. Giữ hết một chữ rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó to lên xíu. Edit Time.
cho lên 7 đi dễ thấy đó nha các bạn. Rồi cái biến thứ hai á là cái tên là project issue day nha. Mày kỹ vậy cho các bạn mới so sánh mới thấy được chứ không là khó lắm, các bạn phải tự tìm. Rồi cái biến cuối cùng ạ, có tên là daytime slam nha các bạn. Thì không bằng vẽ thì các bạn chỉ sử dụng những cái biến này thôi chứ không có còn cái biến nào khác. Không biết có đúng chữ hay không, có chữ B nữa. Thì mình khuyên các bạn nên dùng cái biến này, nhưng mà theo mình là mình sẽ sử dụng cái biến thứ hai này là project issue day này, tại vì khi mình thay đổi là mình thay đổi một lần thôi và những cái bạn về phía sau nó sẽ tiếp tục kế tiếp cái ngày đó, nó giữ nguyên cái ngày đó nha, và nó sao chép lại y chang. Còn cái ngày này mình muốn thay đổi thì mình tự động mình thay đổi tự do của mình. Còn cái biến thứ nhất này này là có thay đổi, chỉ thay đổi được một bạn vẽ đó thôi, còn những bạn vẽ khác là nó tự động nó cập nhật theo cái ngày tháng hiện hành của đồng hồ này. Nhưng mà nó có cái nhược điểm là tự nhiên cái tháng nó lại đưa lên trước mà cái ngày nó đưa lên sau. Cái này thì nhiều khi những cái tháng mà nó chưa tới tháng 12 hoặc chưa lớn hơn cái số 12 là dễ nhầm lẫn đó các bạn. Cái này cũng có thể hiểu là ngày 9 tháng 3 năm 22 nên nó dễ nhầm lẫn, nên cái này mình xin lỗi nha, mình lấy hai này thôi. Cái thứ ba thì cập nhật theo hiện hành, còn cái thứ hai là tùy chỉnh được theo ý mình, linh động hơn thì mình chọn cái thứ hai, còn các bạn thích thì chọn cái thứ ba để khỏi mất công, nó tự động luôn, khỏi mất công chỉnh sửa gì luôn nha. Ok rồi, nhớ nhấn đăng ký kênh và vào trong cái danh sách phát của mình nè. Mình có tạo hai danh sách phát, một cái là hướng dẫn AutoCAD, một cái là hướng dẫn Revit, để các bạn học thêm nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.